Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức. Phi Thanh Vân tự tin khoe vai trần sau khi giảm 22kg. Nữ diễn viên tái xuất làm mẫu ảnh sau 5 tháng sinh con trai đầu lòng. Phi Thanh Vân dịu dàng đầm thắm hơn từ khi làm mẹ. Khi mang bầu, cô tăng tới 28kg, nên sau khi sinh phải nỗ lực rất nhiều để giảm cân lấy lại vóc dáng. Nữ diễn viên chia sẻ, 5 tháng qua cô ăn kiêng, tập thể dục tích cực, đã giảm được 22kg, còn thừa 6kg so với thời chưa bầu bí. Tự nhận mình còn hơi béo, nhưng Phi Thanh Vân vẫn tự tin làm mẫu ảnh, khoe vai trần trước ống kính. Mục tiêu của cô là giảm 6kg trong 2 tháng tới để chuẩn bị trở lại màn ảnh. Phi Thanh Vân yên tâm vừa kinh doanh vừa làm nghệ thuật vì con trai Tấn Đức đã cứng cáp. Cô mới được mời tham gia một phim điện ảnh và một phim truyền hình. Nữ hoàng giao kéo tâm sự, từ khi làm mẹ, cuộc sống của cô như sang một trang mới với nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Quý tử là động lực để Phi Thanh Vân làm việc chăm chỉ, chuẩn bị vững chắc cho tương lai của bé. Ở tuổi 34, người đẹp hài lòng với cuộc sống đủ đầy về vật chất và tinh thần. Ông xã Bảo Duy luôn yêu thương chăm sóc Phi Thanh Vân chu đáo, con trai của cặp đôi ngoan ngoãn và khấu khỉnh. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.